Thực đơn đãi tiệc của Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi có gì hấp dẫn? Các món ăn dành cho quan khách thưởng thức tại đám cưới của Lâm Khánh Chi hết sức đơn giản, không hề cao sang như mọi người nghĩ. Hôm qua 28 tháng 12, Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi đã tổ chức lễ đón dâu tại nhà riêng của cô ở quận 9 và tiệc cưới tại nhà chồng ở Vũng Tàu. Theo đó, cặp đôi đã làm người khác choáng ngợp vì độ chịu chi cho ngày trọng đại này. Sau khi lễ cưới ở nhà trai kết thúc, trên mạng xã hội vừa xuất hiện thực đơn các món ăn trong ngày vui của nữ ca sĩ chuyển giới và ông xã kém 8 tuổi. Theo đó, các quan khách được thưởng thức các món như gỏi bắp bò, bánh phồng, gà hấp cải xôi, chà bông, tôm hấp bia, bê né bánh đa, lẩu thái và trái cây. Các món ăn này khá giản dị khiến mọi người bất ngờ, thông thường thực đơn trong lễ cưới của các nghệ sĩ khác đều là những cái tên nghe rất hoành tráng và đắt đỏ. Chi tiền tỷ cho đám cưới nhưng khẩu phần ăn của quan khách lại đơn giản như thế này đây. Đúng như chia sẻ trước đó, Lâm Khánh Chi quyết định làm đám cưới cực hoành tráng để cộng đồng LGBT được hãnh diện. Cô và ông xã thay đồ không kịp nghỉ tại lễ cưới, cả hai đầu tư hẳn 1,5 tỷ đồng cho tiền trang phục tại ngày trọng đại này. Tổng số tiền vàng mà gia đình chồng tặng cho Lâm Khánh Chi vừa nhìn vào ai ai cũng hoảng hốt, trước 6 chiếc kiềng vàng. Được biết sau tiệc nhà trai thì lễ cưới chính thức với khách mời là các đồng nghiệp và bạn bè sẽ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 1, 2018. Phản ứng của Cường Seven trước câu hỏi có chịu song ca cùng Chibu. Khi được hỏi nếu như có cơ hội song ca với Chibu thì sao, Cường Seven thoải mái trả lời rằng mình sẵn sàng song ca với Chibu, vui mà. Sau khi bắt đầu chính thức tham gia vào con đường ca hát, Chibu đã ngay lập tức hứng chịu nhiều gạch đá từ dư luận. Công chúng cho rằng Chibu không hợp với vai trò ca sĩ, giọng yếu, sản phẩm không có gì đặc sắc. Đặc biệt, phần hát live gần đây nhất của nữ hot girl khiến giới showbiz dậy sóng và lên tiếng chỉ trích. Bên cạnh những lời chê bai, nhiều nghệ sĩ trong showbiz vẫn gửi đến Chibu những lời động viên ủng hộ. Nhiều ý kiến cho rằng bởi tuổi trẻ chỉ có đôi lần, vì vậy ai cũng có quyền theo đuổi đam mê của mình tới cùng. Đáng chú ý trong số đó là tình cũ của cô, nam ca sĩ Cường Seven. Cường Seven cho biết chuyện trở thành ca sĩ là đam mê của Chibu. Từ xưa cô ấy đã thích hát rồi, nam diễn viên cũng hy vọng những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Chibu sẽ ngày càng trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, khi được hỏi nếu như có cơ hội song ca với Chibu thì sao, anh cũng thoải mái trả lời rằng mình sẵn sàng song ca với Chibu, vui mà. Thậm chí anh chàng còn nghĩ tới cả chuyện sẽ ngồi lại bàn với Chibu về quản giọng và hỏi xem có muốn hát một bài hát như thế nào. Cuối cùng, Cường Seven chốt lại rằng tuy nhiên vẫn phải xem ý kiến của Chibu nữa, liệu cô ấy có cảm thấy khó chịu hay không. Chia sẻ về chuyện tình cảm, chàng ca sĩ, diễn viên đa tài này còn nói thêm rằng bản thân chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình, dù bố mẹ đã hối thúc nhiều lần, anh muốn tập trung vào việc phát triển sự nghiệp và có nhiều trải nghiệm hơn nữa về cuộc sống cũng như tình yêu. Lê Âu Ngân Anh quyết tâm xoán ngôi danh xưng Hoa hậu Thị Phi của Kỳ Duyên. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lê Âu Ngân Anh là chủ nhân của hàng loạt scandal, làm xôn xao trong dư luận, làm mất điểm trong lòng khán giả. Sau 2 tháng đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Lê Âu Ngân Anh liên tiếp gặp phải những scandal gây tranh cãi dữ dội. Cô làm người hâm mộ phải ngỡ ngàng, bởi lẽ tân Hoa hậu thường xuất hiện trên khắp các diễn đàn với những thông tin không mấy tốt đẹp. Mới đây, một đoạn clip trong buổi đấu giá áo dài từ thiện của một nhà thiết kế đã được dân mạng chia sẻ rộng rãi. Trong đó, Lê Âu Ngân Anh và doanh nhân Lý Nhã Kỳ là được chú ý nhất. Cụ thể, đoạn clip được cho là có nội dung Ngân Anh trả giá chiếc áo dài lên tới 700 triệu đồng, nhưng sau đó lại lật kèo vì màu sắc không phù hợp, muốn nhường lại cho đàn chị Lý Nhã Kỳ. Tuy nhiên, sau đó Lý Nhã Kỳ đã mua lại với giá 300 triệu, tặng luôn lại cho Ngân Anh. Sau sự việc này đã có nhiều lời cay đắng dành cho cô nàng như lật kèo, trả giá cho sang miệng, chiếm ẩu. Khi sự việc xảy ra, người đẹp đã nhanh chóng phân trần lên trang cá nhân. Cô cho rằng clip đó cắt ghép và xuyên tạc sự thật. Cô không hề trả giá 700 triệu mà chỉ hy vọng sẽ có người trả được đến con số đó. Ngay đêm 28 tháng 10, khi ngôi vị cao nhất gọi tên Lê Âu Ngân Anh ở cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017, thì cũng chính là lúc chủ nhân Vương Miện ban tổ chức cuộc thi nhận phải vô số gạch đá. Bởi lẽ khán giả cho rằng Ngân Anh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc cũng kém xinh hơn top 5.
Tuy nhiên, từ phía đại diện cuộc thi vẫn một mực khẳng định từng hoa hậu có vẻ đẹp tự nhiên không qua chỉnh sửa. Mọi thứ ngày càng cao trào hơn, đến mức cơ quan chức năng phải vào cuộc để làm rõ trắng đen về sự việc. Chiều ngày 30 tháng 10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn chính thức gửi công văn số 756 đến ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, yêu cầu báo cáo toàn diện về công tác tổ chức vòng chung kết cuộc thi này. Có thời điểm Ngân Anh vướng phải nguy cơ bị tước cản vương miện vì những sai sót trong lúc tham gia cuộc thi. Sau nhiều lần làm việc, ông Phạm Cao Thái, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, Thanh tra đã gửi văn bản lên Bộ trưởng để báo cáo sự việc và phạt ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 4 triệu đồng, nên ông Ngân Anh may mắn không bị thu hồi lại vương miện và danh hiệu. Bên cạnh đó, cô còn đụng chạm đến đàn chị Nguyễn Thị Thành xoay quanh sự việc về chiếc vương miện. Theo đó, cả hai cùng tham gia cuộc thi nhan sắc như nhau, nhưng Nguyễn Thị Thành lại bị thu hồi vương miện, còn cô lại không. Nói về việc này, Ngân Anh chia sẻ, tôi đã tháo mũi để dám can đảm dự thi, tự hỏi Thành có can đảm tháo răng để dự thi như tôi không, cho nên không thể so sánh tôi với Thành. Tuy nhiên, cô lại nhanh chóng lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn của mình. Giải thích cho việc này, Leo Ngân Anh cho rằng trong lúc trả lời báo chí, tâm trí của cô có phần không ổn định. Cô cũng cho hay mình đã gọi điện và đến tận nhà để xin lỗi Nguyễn Thị Thành về sự việc. Mọi thứ tưởng dần như dịu xuống, tuy nhiên sau mọi thứ, cô vẫn làm người hâm mộ thất vọng vì nhan sắc sau 2 tháng đăng quang. Leo Ngân Anh xuất hiện tại sự kiện với khuôn mặt vẫn cứng đờ, phần môi kém tự nhiên. Dàn sao Việt vượt đường xa tới dự lễ cưới của Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi. Nhiều sao Việt đã có mặt tại lễ cưới của Lâm Khánh Chi để chung vui cùng cô và ông xã kém 8 tuổi. Sáng hôm qua 28 tháng 12, lễ cưới của Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi Phi Hùng đã chính thức diễn ra tại nhà riêng. Ngay từ sáng sớm, nhà trai đã có mặt tại dinh thự gia đình Lâm Khánh Chi ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để làm lễ rước dâu theo đúng thủ tục. Sau khi hoàn thành nghi thức xin dâu, Lâm Khánh Chi cùng gia đình ông xã di chuyển về nhà trai tại thành phố Vũng Tàu để cúng bái gia tiên và tổ chức tiệc cưới với sự góp mặt của gia đình hai bên, họ hàng, bạn bè thân thiết. Đặc biệt, dù thời gian diễn ra lễ cưới khá sớm và cách xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh một quãng đường dài, nhưng nhiều sao Việt vẫn tới chung vui cùng vợ chồng Lâm Khánh Chi. Nữ ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài, nam diễn viên Đoàn Thành Tài, Quý Bình, ca sĩ Chế Thanh là những nghệ sĩ đầu tiên có mặt tại lễ cưới của Lâm Khánh Chi từ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Vũng Tàu. Không những thế, nữ ca sĩ Cindy Thái Tài còn làm phù dâu cho Lâm Khánh Chi cùng nhiều người đẹp chuyển giới khác. Nữ ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài có mặt tại nhà riêng Lâm Khánh Chi từ sớm để làm phù dâu. Nam diễn viên Quý Bình diện vest đen lịch lãm đến chung vui cùng vợ chồng Lâm Khánh Chi. Nam ca sĩ Chế Thanh. Chế Thanh, Cindy Thái Tài, Quý Bình đều là ba nghệ sĩ rất thân thiết với Lâm Khánh Chi nhiều năm nay. Các khách mời nam tới dự lễ cưới của Lâm Khánh Chi đều diện vest đen lịch lãm. Chồng cũ Phi Thanh Vân, doanh nhân Bảo Duy cũng xuống tận Vũng Tàu để chúc mừng Lâm Khánh Chi. Sau lễ cưới tại quê nhà vào ngày 11 tháng 1 2018 tới, vợ chồng Lâm Khánh Chi Phi Hùng sẽ tổ chức một buổi tiệc tại trung tâm tiệc cưới quận 4 thành phố Hồ Chí Minh để mời bạn bè nghệ sĩ thân thiết. Trước đó, Lâm Khánh Chi từng cho biết buổi tiệc ngày 11 tháng 1 sẽ có khoảng 500 khách mời tham dự và tổ chức theo phong cách hiện tại trang trọng và hoành tráng nhất. Nhiều tháng trước, vợ chồng Lâm Khánh Chi đã tất bật đi chụp hình cưới và chuẩn bị mọi khâu nhỏ nhất cho ngày trọng đại. Bên cạnh đó, gia đình Lâm Khánh Chi và gia đình chồng cô cũng tặng cặp đôi nhiều của hồi môn giá trị khi về chung một nhà. Sau lễ cưới tại quê nhà, vợ chồng Lâm Khánh Chi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi tiệc lớn ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 1 2018. Không chỉ rau muống, fan Mỹ Tâm còn tặng thần tượng quà độc đáo đến thế này. Chính Mỹ Tâm cũng nhiều lần giật mình vì không hiểu sao các fan lại nghĩ ra những món quà độc lạ đến như vậy. Đóa hoa dâu tây bó rau muống. Tối ngày 27 tháng 12,
Trong một buổi biểu diễn ở Đà Lạt, giọng ca Hòa My tóc nâu được các fan tặng một bó hoa với nhiều quả dâu tây đỏ mọng. Ai cũng suýt xoa trước món quà đáng yêu này. Vừa qua, Mỹ Tâm đã gây ấn tượng mạnh với khán giả của mình khi trình làng MV Đâu Chỉ Riêng Em. Trong MV này, bên cạnh những khoảnh khắc tình tứ giữa hai nhân vật chính, phương cảnh Mỹ Tâm xào rau muống tới mức ngã vàng khiến ai nấy không khỏi thích thú. Đặc biệt, trong một đêm nhạc vào ngày 20 tháng 10, sau khi hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, Mỹ Tâm bất ngờ nhận được một bó hoa được gói bằng toàn rau muống. Chính cô cũng sửng sốt khi thấy món quà này từ fan. Được biết vì người hâm mộ này rất thích hình ảnh của Mỹ Tâm trong MV mới, đặc biệt là phân cảnh xào rau muống, nên đã quyết định dành tặng món quà này cho nữ ca sĩ. Chuyến xe buýt mang tên thần tượng. Fan club của Mỹ Tâm đã từng khiến nhiều người phải trầm trồ thán phục khi họ đã thuê cả một tuyến xe buýt để dán ảnh thần tượng chúc mừng sinh nhật cô. Các bạn fan mong muốn hình ảnh của Mỹ Tâm được xuất hiện khắp các con đường, hẻm phố, mãi sống trong lòng người hâm mộ, nên đã thể hiện tình yêu với nữ ca sĩ bằng phương thức vô cùng đặc biệt này. Tượng sáp độc đáo, năm 2014 là một năm ý nghĩa và đặc biệt với nữ ca sĩ, vì cô được tôn vinh ở lễ trao giải âm nhạc thế giới 2014. Với giải thưởng nghệ sĩ có album bán chạy nhất tại lãnh thổ. Trở về nước sau khi nhận được giải thưởng danh giá, Mỹ Tâm đã được fan vây kín tại sân bay. Người hâm mộ của nữ ca sĩ còn kỳ công chuẩn bị những món quà nhỏ dễ thương để tặng thần tượng. Trong đó có hình Mỹ Tâm diện bộ đầm vàng, giơ cao chiếc cúp danh giá trên thảm đỏ. Tặng bài thơ nhân dịp ngày Tết. Vào đầu năm 2016, Mỹ Tâm đã tổ chức một buổi gặp gỡ thân mật với người hâm mộ tại nhà riêng Đà Nẵng. Nhân dịp Tết truyền thống, nhiều fan từ Sài Gòn và các tỉnh lân cận đã không ngại đường xa đến chúc Tết cô cùng gia đình. Cũng tại buổi giao lưu, nhiều fan đã dành tặng Mỹ Tâm nhiều món quà Tết đầy ý nghĩa. Đặc biệt, nữ ca sĩ rất bất ngờ khi được một fan ruột tại Đà Nẵng tặng bài thơ ngắn sáng tác trong vòng 5 phút. Mỹ Tâm cũng không quên chiêu đãi các fan bằng món mứt dừa và bánh tét do cô và gia đình tự tay làm. Cô cũng tự tay mừng tuổi fan bằng các phong bì lì xì đỏ mà cô đã chuẩn bị từ trước. Đám cưới cùng ngày, Lâm Khánh Chi trúng Huyền Thanh, ai hoành tráng hơn ai. Cùng diện đồ cưới lên xe hoa và về nhà chồng chung một ngày, nhưng ngày trọng đại của hai cô nàng Lâm Khánh Chi trúng Huyền Thanh lại có khá nhiều điểm khác biệt. Như đã đưa tin trước đó, sau một thời gian quen biết cũng như tìm hiểu, Lâm Khánh Chi và bạn trai kém 8 tuổi đã quyết định góp gạo thổi cơm chung. Và đám cưới của nữ ca sĩ đình đám này vừa được diễn ra với lễ gia tiên cùng họ hàng hai bên. Đặc biệt, ngày 11 tháng 1, 2018, cặp đôi sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng để chung vui cùng mọi người. Nhưng trùng hợp là vào 28 tháng 12 hôm qua, áo quân The Face 2016 trúng Huyền Thanh và chú rể Dây Quân chính thức tổ chức hôn lễ tại Hải Phòng. Sau màn cầu hôn ấn tượng khiến ai cùng suýt xoa mới đây vài tuần. Được biết, trúng Huyền Thanh và ông xã Dây Quân quen biết được hơn 8 năm, cả hai sinh hoạt trong câu lạc bộ người mẫu tại Hải Phòng. Tháng 9 2016 vừa qua, cặp đôi quyết định công khai tình cảm với người hâm mộ. Cùng diện đồ cưới, lên xe hoa về nhà chồng chung một ngày. Hai cô nàng Lâm Khánh Chi trúng Huyền Thanh khiến không ít người phải ngỡ ngàng vì sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Nếu cô dâu Lâm Khánh Chi mê mẩn kiểu chụp ảnh cưới sang trọng và hoành tráng, thì trúng Huyền Thanh lại theo phong cách trẻ trung, giản dị khi chọn đường phố Sài Gòn là địa điểm chụp. Chụp cùng một kiểu ảnh, nhưng với cặp đôi Lâm Khánh Chi lại trông khá lãng mạn và sang trọng, nhưng phía trúng Huyền Thanh lại theo kiểu nghệ thuật với ánh đèn lung linh mờ ảo. Dù thay đổi địa điểm chụp ảnh hay trang phục, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế. Trong khi đó, trúng Huyền Thanh lại toát lên tinh thần năng động của tuổi trẻ. Điển hình là cô diện trang phục cưới, nhưng vẫn phá cách khi phối giày thể thao cùng chồng. Nếu cô dâu Lâm Khánh Chi xuất hiện rạng rỡ nổi bật bên chồng trong bộ áo dài đôi gam màu vàng, họa tiết sang trọng, thì trúng Huyền Thanh lại vô cùng bắt mắt với trang phục áo dài gam màu trắng sáng. Điểm xuyến họa tiết đỏ và vàng đồng rất tinh tế. Cả hai mỹ nhân đều nhận được rất nhiều quà khủng từ gia đình trong lễ cưới của mình, bằng chứng là những trang sức mà Lâm Khánh Chi trúng Huyền Thanh đeo khi đón quan khách như kiềng vàng và vòng tay. Trúng Huyền Thanh chỉ diện hai bộ váy cưới rất giản dị trong ngày trọng đại của mình.
Trong khi đó, đàn chị lại diện tới 5 bộ váy cưới, không chỉ kiểu dáng lộng lẫy mà còn được thiết kế khá công phu.